báo giá một số máy cắt cỏ của ZUB các bác nhá. Đây là máy ZUB 2 thì, chạy xăng 2 thì, xăng pha nhớt. Cái này thì tình trạng máy thì nó cũng khoảng tầm 80-90% thôi, thì nó cũng không được đẹp lắm các bác nhá. Cái máy thì ok hết rồi. Thì máy thì đẹp thì em không có đẹp, nhưng mà sử dụng ok thì có. Thương hiệu ZUB. Cái này thì nó phải bắn cái vít vào đây để cho nó có cái boe. Nói chung là máy móc thì tất cả là đều ok hết, cẩn thận. Máy thì bao các bác là chạy hoàn hảo nhá. Bác nào mình thấy cái máy cắt cỏ ZUB thì giá của nó là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng cho cái máy cắt cỏ ZUB động cơ xăng 2 thì. Còn bên này thì nó là cái máy HB và led 18V. Cái này cần cần thẳng luôn các bác nhá. Đây, bác nào mình lấy cái thân máy 18V này thì giá của nó là thành lý cho các bác với giá là 1 triệu đồng luôn. Con này chắc chắn là giá nó cao, hôm nay em thanh lý các bác 1 triệu đồng thôi. Còn cắt cỏ 18V. Còn đây thì em còn cái con 36V. 36V 40V. HB. Cái này thì nó đầy đủ đồ, nó sẽ có cái cần bên trên nữa. Giá thì em đang bán cho các bác với giá là thanh lý cho các bác với giá là 1.700.000. Còn bên này thì những cái máy cưa cành mini này vẫn còn, bác nào mình đấy thì giá của nó là 900.000 một cái. Còn máy cưa xích, HB Nam 508. Cưa xích này cũng rất còn, rất nhiều vẫn còn. Dòng HB này. Bên đây là dòng 18V đút led. Còn cái này nó là than. Bác nào đang quan tâm tới cái dòng máy cắt cỏ cưa xích thì cứ alo cho em. Đây thì em cũng chỉ lên qua qua thôi, còn bác nào mình chi tiết hơn thì các bác mình cứ cho em cái hình ảnh rồi em sẽ chụp đúng những cái máy có nhu cầu của các bác.